안녕하세요, 여러분. 수스테인의 덕학원이 오늘은 대화에 대해 공부하도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 7월 31일부터 8월 2일까지 제주도 여행하려고 해요. 스님, 7월 31일은 새벽 6시 출발 비행기만 있습니다. 괜찮았습니까? 네, 괜찮아요. 네, 자동차 렌트는 필요하십니까? 네, 얼마예요? 하루 10만 원부터 20만 원까지 있습니다. 좀 비싸군요. 10만 원짜리로 해주세요. 숙소는 정하셨어요? 아니요, 아직 못 정했어요. 해수욕장 민박으로 해주세요. 7월 31일부터 8월 2일까지 제주도 여행하려고 해요. 7월 3일부터 8월 2일까지 제주도 여행하려고요. 평면 몸농 나 검산 tới 제주 잡히 ngày thứ 30 khai cả cả đá rồi đó ngày thứ 2 khai mỹ thuật nà 손님 7월 31일은 새벽 6시 출발 비행기만 있습니다. 괜찮았습니까? 손님 7월 31일은 새벽 6시 출발 비행기만 있습니다. 괜찮았습니까? Look, mình ta dùn hoa đại trên nhầm ná nơi mong phần mùi bớt ngay tì xám sớp khai cả đạo bằng nọ ta mình ấy tế mẹn tế. Nè, khán chân này ố. Nè, khán chân này ố. Bát mình ấy tế. Nè, chá tông cha lên thư nên phía yô hạ xìm nịch ká. Nè, chá tông cha lên thư nên phía yô hạ xìm nịch ká. Bát, ta lúc trời ca lan rụt dùn chân ổ tế. Nè, ở mai ố. 네, 얼마예요? 맞, 따라할 뿐만. 하루 10만 원부터 20만 원까지 있습니다. 하루 10만 원부터 20만 원까지 있습니다. 놈라이 잡비 답면 땅 어파이면 그냥 무이트나이. 좀 비싸군요. 10만 원짜리로 해주세요. 좀 비싸군요. 10만 원짜리로 해주세요. Thầy bình tĩnh hai, xong chui điệp chăm đầm lại mười mơn vùn mộc. Sục xô nên chọn hạ sọt sở. Sục xô nên chọn hạ sọt sở. Ta ban điệp chăm cần lại xa ạ sài gì nữ. À nì ô, à chích mốt chọn hết sở. Hết xu dọc trang mình phạc rô hê chú xê ô. À nì ô, à chích mốt chọn hết sở. Hết xu dọc trang mình phạc rô hê chú xê ô. Nơi tê, khi nhóm mình toàn điệp chăm là lời tê, xôm chui điệp chăm tê xâm nạ các bài trên này phòng. Ta ra, xê ớ xôm thả ta mà đoàn tiết. Chư vơ xăm xịp yếu bụt thơ, pha vơ y yếu cả chi chế chú đô yếu hình hào yếu cô hề ồ. Xuân nìm, chư vơ xăm xịp yếu nhấn dẹp hiệu yếu sốt xư chú phán bì hình kì mạng ít xư mì đà. Khán chân nạ xư mì ká? Nè, khán chân nạ yếu. Nè, chá tông chá lên thư nâng phê yếu hạ xìm nì ká? 네, 얼마예요? 하루 10만 원부터 20만 원까지 있습니다. 좀 비싸군요. 10만 원짜리로 해주세요. 숙소는 정하셨어요? 아니요, 아직 못 정했어요. 해수욕장 민박으로 해주세요. 네, 잘 껐습니다. 오늘 잘 들어주셔서 대단히 감사합니다. 다음 영상 만나요. 아군 제보가 또 스나 쭉 니르비도 그라디에 좀 뵙리. 바이바이.